Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an khuyến cáo người dân mua bán, được tặng, cho xe máy nên làm thủ tục sang tên đổi chủ trước ngày 31 tháng 12, nếu không sẽ bị phạt. Cục Cảnh sát Giao thông chỉ đạo Cảnh sát Giao thông các địa phương vận động người dân trước 31 tháng 12 nên làm thủ tục sang tên mô tô 2 bánh, mô tô 3 bánh, xe gắn máy, kể cả xe máy điện, xe chuyển nhượng qua nhiều chủ nhưng không có chứng từ hoặc chứng từ không đầy đủ. Với trường hợp đã tiếp nhận hồ sơ, các đơn vị không được để tồn, phải giải quyết trước ngày 1 tháng 1, 2017. Từ ngày 1 tháng 1, 2017, theo Điều 30 Nghị định 46, Cảnh sát Giao thông sẽ phạt từ 100.000 đến 200.000 đồng đối với cá nhân, từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự không làm thủ tục đăng ký sang tên. Việc này áp dụng cả hiện được cho, được tặng, được phân bổ, được điều chuyển, được thừa kế tài sản. Mọi sinh hoạt từ ăn, ngủ, vệ sinh của cả gia đình anh trong những ngày giông bão vừa qua.